Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Bí Quyết Thành Công. Hẳn các bạn đều biết Tổng thống Mỹ Barack Obama, Warren Buffett, Bill Gates hay là nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey đúng không? Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng vì sao họ lại nổi tiếng? Vì sao họ có những thành công đáng được nhân loại nhớ đến như vậy? Họ dù là ai, dù là làm ở bất cứ lĩnh vực nào, nhưng chúng ta cũng có thể thấy được điểm chung của những con người vĩ đại kia chính là cách họ biết làm chủ suy nghĩ của mình. Họ biết mình cần gì hay biết đưa ra những quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời của họ. Vậy thì tại sao ngay bây giờ các bạn không thể tự mình quyết định một vấn đề nào đó trong cuộc sống mà bạn đang gặp phải? Nó có dễ dàng hay là khó khăn đối với bạn? Bí quyết thành công biết đó không phải là một việc đơn giản. Nhưng hãy tin tôi đi, các bạn cũng có thể thành công như họ. Có thể sự thành công đó không đến ngay trong chốc lát, nhưng sự thật là thông qua video ngày hôm nay thì các bạn đang từng bước đặt chân lên con đường đẹp đẽ đó rồi. Vấn đề ở đây là bạn có sẵn sàng thay đổi mình, gạt bỏ hết những chương trình xấu xa đang lập trình trong não bộ của bạn hay không mà thôi. Giờ thì các bạn hãy cùng với Bí Quyết Thành Công tìm hiểu về NLP để rút ngắn con đường vươn tới thành công của mình nhé. Khái niệm lập trình ngôn ngữ tư duy Neural Linguistic Programming, viết tắt là NLP, có thể được mô tả là cách tiếp cận hướng tới sự kết nối giữa quá trình tư duy, neural, ngôn ngữ, linguistic và các mô thức hành vi đã thông qua trải nghiệm, programming các bạn ạ. Lập trình ngôn ngữ tư duy là một phương pháp hiệu quả để nhanh chóng hiểu được những động cơ và động lực cho mỗi hành động của con người. Chính vì vậy, NLP ngày càng được áp dụng nhiều trong tất cả các ngành nghề và môi trường khác nhau. Hiện nay, việc sử dụng lập trình ngôn ngữ tư duy nhằm mục đích đạt được các mục tiêu cụ thể trong cuộc sống, chẳng hạn như phát triển cá nhân, kỹ năng giao tiếp và nâng tầm ảnh hưởng của bản thân này. Các bạn có biết ai là người phát minh ra NLP hay không? Đó chính là giáo sư ngôn ngữ học John Grinder và sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học máy tính Richard Bandler. Họ đã nghiên cứu sự khác biệt giữa hành vi của những người thành công vượt trội và hành vi của những người bình thường trong thập niên 70. Mục đích của nghiên cứu này là tìm ra một cách thức hay phương pháp nào đó giúp cho con người có được một cuộc sống tốt đẹp, phong phú và đầy đủ hơn. Một trong những kết quả quan trọng nhất từ những nghiên cứu của John Grinder và Richard Bandler đó là nếu các hành vi hiệu quả của những người tài năng có thể được mô phỏng lại, thì những người khác cũng có thể bắt chước được chúng. Và Bí Quyết Thành Công mong rằng video này sẽ giúp các bạn thay đổi được hành vi và đạt được kết quả tốt đẹp hơn trong cuộc sống và có được nhiều kinh nghiệm sống tích cực hơn thông qua các kỹ thuật NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy. 1. Đầu tiên chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về kỹ năng chuyển đổi khung ngữ cảnh, hay nói đơn giản là thay đổi suy nghĩ nhé. Kỹ thuật NLP này cực kỳ hiệu quả khi bạn gặp phải hoàn cảnh mà bạn cảm thấy thực sự bất lực, bực tức hay có điều gì đó rất tiêu cực xảy đến với bạn. Nó sẽ giúp bạn thay đổi ý nghĩa của hoàn cảnh này ngay lập tức và bạn sẽ nghĩ về nó theo một chiều hướng khác, tích cực hơn và mạnh mẽ hơn. Nói cách khác, nó giúp bạn đưa nội dung của hoàn cảnh này sang một khung hoàn cảnh khác. Nghe đến đây thì các bạn đã thấy kỹ thuật này vi diệu hay chưa? Thực chất là nó giúp bạn thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi muốn lấy một ví dụ cho các bạn dễ hình dung như sau. Giả sử, khi bạn mất công việc tốt ở công ty mà bạn đã làm việc nhiều năm. Điều này rõ ràng là cực kỳ tồi tệ đúng không nào? Vậy thì lúc đó bạn sẽ làm gì? Nện cho ông sếp một trận. Cái này thì không ổn. Hay là suy nghĩ nhiều dẫn đến trầm cảm và suy nhược cơ thể. Cách này thì còn tồi tệ hơn. Hay là tự tử cho xong. Cách này thì lại càng không rồi. Làm gì mà đến mức phải như vậy? Đầu tiên thì chúng ta hãy dừng ngay những suy nghĩ tiêu cực đó lại. Và thay vào đó, bạn hãy đón nhận nó và nhìn nó ở những khía cạnh khác. Bạn có thể dịch chuyển khung hình hoàn cảnh để đưa tâm lý bạn sang một trạng thái tích cực. Hãy nghĩ, thì bạn mất việc, nhưng mặt tốt của nó là gì? Đó là các bạn có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, đón nhận những công việc khác tốt hơn, có thể khám phá thêm nhiều lĩnh vực công việc khác mà nếu ở vị trí trong công ty cũ, bạn không học hỏi được nhiều nữa. Có động lực phát triển kỹ năng làm việc chuyên môn tốt hơn. Trải nghiệm này sẽ khiến bạn trở thành một người mạnh mẽ và can đảm hơn. Có vô số điều tích cực mà chúng ta không nhận ra đúng không nào? Và như vậy là bạn đã thay đổi được góc nhìn về hoàn cảnh này sang tư duy hoàn toàn tích cực
và không tập trung vào những khía cạnh tồi tệ nữa rồi. Và điều này sẽ giúp mọi người thoát khỏi hoàn cảnh xấu với những lối tư duy tiêu cực của họ. 2. Khái niệm tiếp theo đó là neo cảm xúc. Neo cảm xúc nghĩa là gì? Đó là điều hay được dùng nhất ở trong NLP để khơi gợi những phản ứng cảm xúc về điều gì đó bạn đã nói hay đã làm. Theo bản năng thì con người luôn tự neo giữ cảm xúc một cách tự nhiên. Khi bạn xem bóng đá chẳng hạn, sau khi ghi bàn vào lưới đội bạn, niềm vui của cầu thủ đó tăng lên gấp bội. Theo bản năng, cầu thủ đó sẽ giơ tay lên nắm chặt tay lại, giật xuống để neo cảm xúc đó. Bạn chắc chắn cũng đã từng làm như vậy nhiều lần trong đời mỗi khi bạn ăn mừng điều gì đó rồi đúng không? Neo là nói đến cái mỏ neo của con tàu. Khi hạ thủy ở đâu đó, ta phải thả neo để giữ con tàu đứng yên tại một chỗ để không bị sóng đánh giạt đi. Cảm xúc tốt cũng cần được neo lại để khi lâm vào hoàn cảnh xấu, các bạn có thể kích hoạt cảm xúc tốt, đẩy lùi cái tiêu cực đi và đưa tâm trí của bạn trở lại trạng thái cân bằng và tích cực. Vậy thì phải neo cảm xúc bằng cách nào? Các bạn cần lặp đi lặp lại hành động này nhiều lần. Bí quyết thành công sẽ được lấy ví dụ như sau. Mỗi khi bạn phấn khích vui vẻ, bạn nắm bàn tay trái lại. Sau khi thói quen này thành một phản xạ có điều kiện, thì mỗi khi bạn nắm chặt bàn tay trái, bạn lại sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Mình sẽ đưa ra một số bước kích hoạt neo cảm xúc vui vẻ và hạnh phúc như sau. Hãy nghĩ đến một trải nghiệm trong cuộc sống của bạn mà bạn cảm thấy hạnh phúc. Hãy nghĩ đến những người thân đang ca ngợi bạn và mỉm cười với bạn. Bạn có thể nhắm mắt, ngồi thẳng, tự mỉm cười hoặc thư giãn cơ thể và nghe nhạc vui vẻ. Hãy thử tưởng tượng có một vòng tròn lóe sáng dưới mặt đất và bạn phải bước chân vào đó. Khi bạn đạt trạng thái hạnh phúc đến cực điểm, hãy nắm bàn tay trái thật chặt. Sau đó mở ra và lặp lại nắm bàn tay vài lần khi còn đang ở trong trạng thái cảm xúc vậy. Giờ thì bạn hãy bước chân ra khỏi phòng và nghĩ đến điều gì đó ngoài cảm xúc vừa rồi. Sau đó vài phút, bạn bước trở lại phòng và lặp lại quy trình neo thêm một lần nữa. Bạn cần phải lặp đi lặp lại nhiều lần để tạo thành neo cảm xúc tốt có điều kiện trong bạn. Các bạn thân mến, mỗi người trong cuộc sống này luôn có quyền được lựa chọn những gì mà mình thích. Vậy tại sao bạn không chọn suy nghĩ một cách tích cực, gieo một hạt tích cực để có thêm niềm tin cho mỗi hành động sắp tới của bạn? Bí quyết thành công mong các bạn hãy nhớ rằng luôn luôn có phương pháp suy nghĩ và hành động mang lại lợi ích cho bản thân và cho cả người khác. NLP là một công cụ, một phương pháp học tuyệt vời để bạn có thể hoàn thiện bản thân và giúp đỡ cho mọi người xung quanh có thêm niềm tin vào cuộc sống. Và tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu tiếp về hai kỹ thuật quan trọng của NLP. Các bạn đã bao giờ nghe đến từ phân tưởng hay chưa? Đó là chúng ta nghĩ về một tình huống, ví dụ như nhìn vào một chiếc TV, nhưng bạn hoàn toàn đứng ngoài khung hình và bạn quan sát chính bạn đang giải quyết vấn đề bên trong bộ phim mà bạn đang tưởng tượng đó. Đó là kỹ thuật thứ ba của NLP, phân tưởng. Con người chúng ta thường rất dễ phản ứng lại với những điều tiêu cực và bị stress hay đau buồn về điều đó. Ví dụ, nếu một người làm bạn bực tức phát điên lên và bạn phản ứng một cách giận dữ, thì khi đó, phân tưởng sẽ giúp bạn trung hòa những cảm giác tiêu cực này. Thậm chí, nó có thể giúp thoát khỏi nỗi sợ hãi. Vì nó giúp mình nhìn vào hoàn cảnh một cách khách quan. Phân tưởng giúp bạn thoát khỏi những ký ức và những trải nghiệm xấu. Và để làm được điều đó, bạn chỉ cần nghĩ lại và chỉ tập trung vào những cảm xúc tốt về trải nghiệm đó mà thôi. Hãy làm từng bước dưới đây mà bí quyết thành công chia sẻ nhé. Đầu tiên là hãy xác định cảm xúc bạn muốn vứt bỏ khỏi tâm trí của bạn. Ví dụ bạn sợ con rắn hay cảm giác khó chịu về một ai đó hoặc là một nơi nào đó mà bạn không thích. Bước 2, bạn nhìn thấy chính bạn đang bước vào hoàn cảnh đó từ đầu tới cuối với tư cách là người quan sát. Bước 3, tua ngược lại những ký ức đó trong tâm trí như một bộ phim, sau đó tua nhanh về phía trước rồi lại tua ngược lại. Bước 4 là khi tua ngược lại, bạn thêm một chút âm nhạc vui vào trong bộ phim trong tâm trí. Cứ làm như vậy trong vòng từ 3 đến 4 lần. Cuối cùng, bạn xem lại trong tâm trí của bạn về sự kiện này như là nó đang xảy đến với bạn. Cảm xúc kích động lúc này đã biến mất hoặc đã thay đổi. Nếu bạn vẫn có một chút cảm xúc tiêu cực nào đó, thì hãy lặp lại các bước 1, 2, 3, 4 cho đến khi nó biến mất hoàn toàn. Các bạn ơi, niềm tin là một bộ lọc thông tin chỉ lối cho mọi hành động của con người. Nếu niềm tin đó là một niềm tin tích cực,
thì bạn sẽ có thể làm được vô vàn điều mà người khác cho là không tưởng. Nhưng nếu nó là niềm tin tiêu cực thì bạn sẽ bị hạn chế về năng lực và dần dần mất đi khả năng và mất đi ý chí. Luôn cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi, thật tồi tệ và bạn tự hủy hoại bản thân mình. Và kỹ thuật cuối cùng của NLP đó là thay đổi niềm tin. Tôi xin được lấy một ví dụ về niềm tin tích cực. Những người từng bị đánh giá là ngu dốt, từng bị đuổi khỏi trường lại trở thành những thiên tài nổi tiếng như Thomas Edison, Adam Carr, Albert Einstein. Xuất thân từ nhà nghèo và chịu nhiều thất bại lại trở thành doanh nhân thành đạt như Steven Jobs, J.K. Rowling hay Richard Branson, v.v. Còn tiếp theo là ví dụ về niềm tin tiêu cực. Nhiều đứa trẻ từ nhỏ đã bị cài vô thức vào đầu những câu từ rất tiêu cực, ví dụ như con thật là ngu dốt, con chẳng làm được gì nên hồn cả, con thật là hậu đậu. Đó chính là những niềm tin làm hủy hoại đi năng lực của con người. Nó vô tình làm hại họ sau này. Những niềm tin này hình thành từ những trải nghiệm. Nếu bạn có một trải nghiệm tiêu cực và bạn cứ vấn vương những điều đó, thì bạn sẽ bắt đầu hấp dẫn những trải nghiệm tương tự và dần dần bạn sẽ khẳng định rằng hoàn cảnh đó là đúng. Thế nhưng, nếu bạn dùng trong những kỹ thuật NLP xóa bỏ trải nghiệm xấu đó ngay từ đầu, trước khi hình thành niềm tin, thì bạn sẽ không có niềm tin xấu đó trong tâm trí của bạn. Trên đời này, chẳng có hoàn cảnh nào là xấu, mà cũng chẳng có cái nào là tốt cả các bạn ạ. Chỉ có ý nghĩa của chúng ta gán cho nó một cái mác là như vậy. Vì vậy, một khi bạn tập trung về khía cạnh xấu về hoàn cảnh xảy đến với bạn, thì bạn đã bắt đầu tạo nên một niềm tin xấu rồi đấy. Và đó sẽ là nguyên nhân thu hút những trải nghiệm khác khẳng định thêm về niềm tin đó. Một trong những biện pháp thoát khỏi niềm tin tiêu cực đó là tự kỷ ám thị. Khi đó, bạn cần phải nghĩ về một hoàn cảnh xấu theo hướng tích cực thay vì chỉ nhìn vào vấn đề xấu của nó. Sau đó, bạn cần phải giải quyết những điều xấu và đặt câu hỏi liệu những điều đó thực sự có đúng hay không. Ví dụ bạn bị người yêu bỏ, bạn hãy nghĩ rằng từ nay bạn tự do chọn lựa người yêu mới dựa trên kinh nghiệm bạn đã có với người yêu cũ. Bạn sẽ tìm được người yêu mới hoàn hảo và phù hợp hơn cho cuộc đời của bạn. Các bạn thân mến, nếu chúng ta làm đúng thì 4 kỹ thuật NLP trong video này: chuyển khung ngữ cảnh, nêu cảm xúc, phần tưởng và thay đổi niềm tin. Bí quyết thành công tin rằng chúng có thể hoàn toàn thay đổi mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn. Bạn chỉ cần bỏ ra vài phút mỗi ngày thực hiện một trong số chúng là cũng rất đáng giá rồi. Và khi các bạn thấy kết quả, các bạn sẽ cảm thấy vui hơn khi áp dụng chúng vào nhu cầu phát triển bản thân trong cuộc sống. Chúc các bạn luôn thành công và ứng dụng NLP thật tốt vào cuộc sống của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.